Ok, mình mới mua một chiếc Honda Civic bản 2D7 nha bạn, 190.000 mao, thì nó bị cái vấn đề là bóp cái phần đường đây, lại mình cần phải sơn lại cái phần bumper này. Mình quay một vòng cho bạn coi chiếc xe nha, ở ngoài thôi, còn ở trong thì rất là nhìn rất là sạch sẽ nha bạn, không còn sạch sẽ. Thì để mình làm xong cái xe này hết xong mình sẽ làm một cái clip review cho bạn coi nha. Thì rất là nhiều những cái loại nhỏ nhỏ để mình làm xong thì mình sẽ thay lại. Và đây là chiếc Honda Civic thứ ba mình có, thì cái chiếc này bữa mình làm cái lỗ lủng các bạn. Thì giờ mình đã sửa lại, nó bị bốn cái thai nó bị cũ các bạn, xong mình phải thay cái bạc đạn nữa. Tổng cộng mình spend cho xe này là mình 500 bạc cái tiền sửa mấy cái kia thôi bạn. Order thì cũng bị móp méo này, mình định mà không làm luôn để mình bán những người cần thật cần xe rẻ. Thì chiếc này mình chỉ bán cái giá là 3.500 thôi bạn. Mình sửa nhiều quá thì so với cái số mai 190.000 mai thì nó sẽ không còn giá trị nữa. Nên mình sẽ không có sửa, cho mình chỉ để nó vậy nhìn nó xe ta cần á, những người mà người ta cần, người ta không để ý bên ngoài á, người ta mua xe rất là ngon, máy móc rất là ngon nha bạn, máy cực ngon, còn hơn hai cái chiếc Xloma kia luôn nha bạn. Thì chiếc này mình chỉ bán cái giá là 3.500 thôi, nó đời 2007 và nó là 190.000 mao, nhưng mà máy móc rất là ngon, mình đảm bảo luôn, không có lít, không có gì hết. Thì nếu mà bạn nào thích á cứ nhắn tin cho mình để lại cái giá 3.500 cho mấy bạn. Mình trên này mình không có rửa, dọn rửa liên nấp gì hết luôn, nó sạch sẽ lắm bạn. Thì mình quay cho các bạn coi nha, chứ mình không có lót. Còn sạch sẽ lắm. Thì bạn nào thích thì cứ nhắn tin cho mình, sẽ để cái xe cho bạn. Ok.